rồi, chúng ta chùa, chúng ta chùa rồi đấy. Tuyệt vời đúng không? Quá đẹp. Quá đẹp. Rồi. Rồi, cảm ơn các bà về quê hương. Rồi. Hôm nay là ngày đại kỳ phúc của làng Quang Lãm. Lễ hội được diễn ra từ chiều ngày mùng 10 cho đến hết ngày 12 tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn năm 2024. Năm nay lễ hội diễn ra rất tốt đẹp và thành công. Hội Đồng Liên 1965 chúng tôi là đi lễ đình, lễ chùa, lễ miếu và lễ tháp. Vô cùng phấn khởi đúng không? Rồi, xin cảm ơn. Cảm ơn. Rồi.